Hiện nay trên tuyến đường tỉnh 435 kéo dài hơn 20 km từ thành phố Hòa Bình đi các xã Bình Thanh, Trung Thung Nai của huyện Cao Phong, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào tháng 9 năm 2022 đã làm cho hàng nghìn mét khối đất đá hai bên đường sạt lở vùi lấp lòng đường và gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và phát triển kinh tế của địa phương. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình, tuyến đường 435 có 11 điểm sạt lở ta luy dương, tổng khối lượng sạt lở gần 4.000 mét khối đất đá, một số vị trí ngầm bị lấp tắc. Qua đó, ngành giao thông tỉnh Hòa Bình đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, huy động máy móc, nhân lực hót dọn để đảm bảo lưu thông trên tuyến đường. Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trên dọc tuyến đường 435, ngoài những điểm trượt sạt đất đá đã thống kê, thì các điểm sạt lở này đang có tình trạng tiếp tục sạt trượt, đất đá vương vãi, nhiều điểm đất đá tràn xuống mặt đường chắn hết một làn xe, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, các điểm sạt lở mở rộng đã xâm lấn đến đất canh tác, tài sản của người dân. Đất thì đất gia đình em nó có ảnh hưởng là bị sạt lở từ năm ngoái, nhưng mà năm ngoái nó sạt ít, mà năm nay thì cơn bão số 3 vừa rồi thì nó lại sạt tiếp, sạt lại nhiều hơn. Mình nhìn từ trên dưới đường này, nhìn lên trên kia thì sạt rất nhiều ạ. Nó ảnh hưởng đến đất đai nhà em này, không trồng được gì nữa. Năm ngoái sạt 2-3 lần đấy. Năm ngoái, hết năm nay, năm ngoái cho ở trên, có ý kiến lên trên xã, trên huyện chả có, trên chả có ý kiến gì. Thì cái đường đất thì các anh đi qua anh biết đấy, cũng là cũng gây cản trở vấn đề nhiều lúc ấy. Cũng là giờ cũng chưa đấy cả thi mà cũng nào biết nè, cái này cũng là do là cái sở giao thông làm chủ đầu tư hay là vấn đề quản lý cái đường này mà chưa thấy là múc để dọn cho bà con đi lại, nhiều lúc cũng ảnh hưởng đến công tác đi lại, cho cuộc sống ảnh hưởng đến bà con. Sở giao thông đã chỉ đạo cái đơn vị quản lý đường bộ, thứ nhất là huy động máy móc và nhân lực để thông tuyến, thứ hai là đảm bảo cái thông tuyến này là chủ yếu là để đảm bảo có một làn xe và các phương làn xe và phương tiện mà người đi qua. Thế còn cái việc mà để mà khắc phục triệt để cái này thì hiện nay là Ủy ban dân tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì. Tuyến đường tỉnh 435 được hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, mở ra cơ hội rất lớn cho thúc đẩy giao thương cũng như cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc sạt lở đất đang gây nhiều khó khăn cho địa phương. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần khẩn trương có các giải pháp xử lý căn cơ, sớm khắc phục tình trạng sạt lở.